dán đi không không à giống như dán đông á đứng dán này nè đông ha. Mời bạn trai. Chào anh Linh. Mời bạn ngồi. Dạ, dạ anh Linh cho em một phút em giới thiệu. Cho bạn 2 phút luôn. Em họ Võ, tên Phong, tên chọn gọi là Võ Nguyên Phong. Phong tuổi con rồng, nhà Phong ở gần đồng bằng sông Cửu Long. Ba má là người nông, sở thích là đá bóng, ước mơ là phi công, từng thi vào học viện hàng không. Lời giới thiệu đã xong, xin cho một tràng pháo tay cổ động. Có chuẩn bị. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em cũng có một phút giới thiệu. Chào chị Cát Tường và chào chú MC bên đó, chú Quyền Linh ạ. À. Bảo tố đã nổi lên. Chào con. Con có gì nói tiếp đi con. Con tên là Phan Thị Thanh Thuận, năm nay 26 tuổi. Công việc hiện tại của con là con đang cho vay nhẹ lãi. Làm gì? Con cho vay nhẹ lãi chú ơi, chú có cần vay không? Dạ. Có lãi ít đó, trời ơi, tưởng nó vay nặng lãi giật mình. Dạ, con đang làm việc tại ngân hàng, Sài Gòn, Hà Nội. Bên đây là bạn tên là Phong, nhà đồng bằng sông Cửu Long, ha, kế bờ sông. Dán đi hơi cong cong, lúc về long bông, đôi khi cũng té sông, nhưng bây giờ thì ở không, hết. Con không thích cong chú ơi. Dán đi cong cong. À giống dán cong á, đứng dán này nè. Cong này ha. Anh là nhiêu tuổi rồi? Em 28. Anh tưởng đâu em còn trẻ. Thật sự là anh nghĩ khoảng 21, 22 thôi. Bên kia nghe trẻ. Cảm ơn anh Linh. Trẻ mà còn trẻ. Em không thích trai đẹp, chồng xấu dễ xài. Được rồi. Em là hướng dẫn viên du lịch. Em thì tính tình em hiền. Hiền. Hiền vui vẻ. Em muốn tìm bạn gái của em cũng hiền, cao từ 1m6 trở lên, cá tính, năng động. Rồi không thích gì cho người ta nói luôn. Không thích là con gái dữ dằn quá, rồi ăn mặc lè loẹt, nhộm tóc lè loẹt. Gì vậy, gì vậy? Sao? Nói anh gì lè loẹt từ lưa vậy? Không thích ăn mặc lè loẹt, nhộm tóc lè loẹt, lưỡi lè dài. Ra mắt mới gì con gái người ta làm đẹp mà không thích là sao? Dạ, nhộm tóc em cũng vẫn đồng ý, nhưng mà nhộm những cái màu mà nó phù hợp, nó tối tối như màu nâu và hạt dẻ chẳng hạn. Ôi trời ơi, giận, giận, đi về, màu đi về. Vàng khè, như màu xanh lè. Có nhộm gì không? Bên đây giận, đi về, không có dở màn gì hết á. Trời ơi. Bên đây hung dữ lắm. Cao 1m1, ngồi trên ghế sofa chân không đạp đất luôn. Thôi nói gì đi, người ta đang nói với em đó. Ta về mất tiêu rồi. Đi về kìa, nói gì nói đi. Em chơi lè lẹt vậy đó. Dạ, để em thuyết phục một bài thơ, thơ vui do tự em sáng tác. Rồi. Dạ. Thuyết phục nha, để ta đi về đó. Dạ. Ta đi về rồi, thơ tặng tôi nè. Dạ. Ta đi xuống tặng rồi. Tặng Tuy Tường luôn. Rồi, tặng đi. Trai độc thân chưa một lần có vợ, tìm bạn đời để trao đổi văn thơ. Nếu hợp nhãn thì tiến tới hỏng chờ. Xin thành thật đừng làm tôi đau khổ. Bởi tối qua nghe mẹ già than thở, từng tuổi này mà chưa có con dâu. Lỡ mai đây khi gói mỏi bạc đầu, không cháu nội thì tuổi già quạnh quẻ. Thấy mẹ buồn lòng anh đau như xé, nên quyết lòng đi kiếm vợ mau mau. Liều thân trai giữa chốn vàng thao, 12 bến nước trong nhờ đục chạy. Anh giỡn thôi mà em đừng ái ngại, anh đây ga lăng tử tế đàng hoàng. Thuở xa xưa cũng có lúc đi quan, giờ tu tỉnh ăn chay và tìm vợ. Mô Phật. Hay. Được. Được, được, bắt tay cái được, được. Kêu được, trở được. Lại, kêu được, trở được, lại được. Em ơi, quan đi, lên. Ghe lên đi. Ghe lên. Còn cái trò gì nữa không, kêu gì nữa không, làm em, luôn. Em hát được. Rồi, chơi luôn. Dân miền Tây hát cải lương. Ok anh luôn. Chiếu Cà Mau nhóm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp. Hò tìm cô không gặp tôi gối đầu mỗi đêm. Vô ghé chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kênh ngã bãi, sao cô gái năm xưa đâu chẳng thấy ra chào chị.
Vậy được, thôi được, 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 được. Em ra chào, em ra chào. À, chào, chào. Vô, vô, vô. Sao, 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 nãy giờ nghe thơ với nghe hát cái nào ấn tượng hơn? Cái nào cũng ấn tượng hết. Mới da số lùi lại nè. Da số lùi lại. Ơi, từ nãy giờ về mất tiêu rồi. Nghe cái bài thơ ảnh nãy em có cảm xúc như thế nào? Hay. Hay. Tạo. Đúng, em giới thiệu về bản thân mình một chút. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Đợi bạn phiên kia, nếu mà bạn phiên kia đồng ý thì sẽ vô danh sách là thất tình của em, mối tình thứ 7. À, thì có chịu vô danh sách là thất tình của cổ không? Dạ chịu. Em là có 3 mối tình chính thức và 3 mối tình mờ ám. Mờ ám là sao? Thôi cái chính thức bỏ qua, chị khai thác cái mờ ám. Xưa gì tôi mới nghe vụ mối tình mờ ám. Con kể cho dạ. Nghe mối tình mờ ám là sao con? Chú bình tĩnh. Dạ, mối tình mờ ám là em quen nhưng mà em không có công khai. Mình cũng chưa biết là như thế nào nữa. Ba cái mờ ám là coi như trong bóng tối. Dạ. Đúng không? Trong lúc quen mối tình kia thì có một tình là mờ ám hả con hả? Dạ không, khoảng cách nó cách biệt chứ nó không có... Không có chung đúng không? Chung. Vậy mỗi lúc là dù chính hay dù mờ gì cũng có một người thôi, dạ, phải không? Đúng. Như vậy không phải là gọi là mờ ám. Chú tưởng đâu là con đang quen người này công khai cái con có mối tình nào mờ ám phía sau. Cái đó nó khác. Thấy không? Mình đừng nói vậy, người ta nghi ngờ mình không tốt. Còn chú hỏi còn chú hỏi con bên đây. À vậy là bên đó cũng kêu bằng chú hả? Đúng rồi, hai đứa kêu bằng con hết đi. À, con có bao nhiêu mối tình rồi? Con thì học cấp 1 á, con có một mối tình. Học cấp 2 con có mối tình. Cấp 3 con một mối tình. Lên cao đẳng con một mối tình. Mà toàn là đơn phương thôi. Một mối tình mà không có đơn phương có không? Dạ cũng có, một duy nhất, quen khoảng 3 năm. Con cũng thương người đó lắm. Thương nhiều không? Thương nhiều lắm. Bây giờ còn thương không? Bây giờ còn. Còn sao đi kiếm người khác? Chính thức nó là chia tay rồi. Thì con ở không cũng được 3-4 năm rồi. Ở không vậy đó ha. Có quậy quẹt gì hơn ai không? Cũng có nhiều cám dỗ lắm. Nhưng cũng ráng giữ mình. Mình cám dỗ người ta, ta cám dỗ mình. Người ta cám dỗ mình. Có không đó? Dạ có, có. Còn mình có đi ghẹo ai không? Có cưa ai không? Còn cũng có cưa. Mà không được hả? Theo tình chạy. Chạy đường tình theo. Dạ. Bên đây thì sao? Mình mong muốn tìm một người bạn trai là người như thế nào? Không đẹp trai. Đầu không có hói. Bụng không có bự. Trong bóp có 5.000 đưa em 4.000 được rồi. Em không lấy nhiều đâu. Em cũng lấy hơn số đó đâu. Chị qua kiểm tra lại coi. Coi rồi, hồi nãy coi rồi. Có hói không? Không. Không hói vậy được. Hói là tôi hói nè. Có bụng bự. Không. Đủ tiêu chuẩn em hết á. Vậy thôi. Cho kéo màn lên bấm nút đi. Linh Linh chưa duyệt sao cho kéo màn được em. Hôm nay mình đi tới đây có ai ủng hộ mình không? Dạ có chị họ. Rồi chào em. Dạ chào chị. Em thấy bạn bển sao? Ấn tượng không? Cũng ấn tượng, cũng tiến tới được đã thuận. Ấn tượng chỗ nào? Dạ em đó thì nhìn hiền à. Nhưng mà chị thấy giống như là không có hợp với bên đây lắm. Dạ không, em thấy hợp mà. Rồi thấy cảm ơn được em. Bên kia bạn có đi với người thân không? Dạ có chị, em đi với hai thằng em trai. Một thằng em ruột và một thằng em chú bác ruột. Hai thằng em trai đâu? Hai người em trai đâu? Hai người em trai. Dạ em là em chú bác ruột với anh Phong. Chú bác gì? Chú bác ruột. À. Em thấy tóc của chị bị cháy nắng. Ngoài điểm đó ra thì cũng thấy là phù hợp với ông anh của em. Bá tóc tai quỷ gì có gì đâu. Dạ giờ mới nhận lại đúng chị. Hợp nha. Nói anh không hợp anh la đáng chịu á. Để anh qua anh coi cô này sao mà xéo sắc cô dữ vậy. Quýt Hà. Quýt Hà. Sao con? Dạ. Sao mà nhuộm tóc vàng khè vậy con? Không, con đi làm, đi ra ngoài đường nhiều bị cháy nắng. À vậy à. Khổ lắm chú. Khổ hả? Có chịu về đồng bằng sông Cửu Long không? Về làm dâu miền Tây. Cũng được. Cưới liền được không? Ây dạ, căng ạ. Ủa sao căng? Con dự định là 28 tuổi mới kết hôn. Dạ. Vậy mình chuẩn bị rục rịch là vừa rồi. Để hỏi bên đây chịu không đây muốn cưới liền á. 2 năm nữa mới cưới. Ủa đi cưới Vĩnh Long chịu luôn. Dạ. Hợp anh. Em dự định là 30 em cưới vợ. Rồi vậy là hợp rồi ha. Nào chuẩn bị. Kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Trước khi trò chuyện thì mình có một món quà, một món bó hoa tặng bạn. Bất ngờ không bạn nữ? Dạ bất ngờ quá. Bạn này nhìn trẻo. Bạn đang làm nhân viên ngân hàng. Khâu đòi nợ đó. Bạn đang ở quận mấy? Mình đang ở quận 9. Kêu anh em đi, người ta lớn hơn mình 2 tuổi lắm mà. Thượng nít đúng không? Quá mà. Nhà bạn có mấy anh chị em? Anh em cái coi. Không thôi tôi ve số ve à. Nhà em có mấy anh chị em? Nhà em có một chị với một em trai. Là 3 người cũng giống mình. Mình 3 anh em trai không à? Anh giống anh. Giống anh, giống anh. Anh còn mẹ già và 2 người em thơ dại.
trước khi đi á, mẹ anh dặn là con lên tìm người đó phải nói chung là hiền, hai đứa thương nhau là được. Mẹ anh giải lắm, chỉ có nhiêu thôi. Mình cưới á, thì mình có thể về sống với mẹ một thời gian. Rồi thằng em Út anh á, nó học ra trường, nó có vợ xong á, thì mình sẽ ra riêng. Mình nhường cái bổn phận này là cho em Út. Như thế là riêng mình sống. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Lo ba mẹ cho em hả mày? Đúng rồi, thứ Út khôn nhờ Út chịu rồi mình đi đúng rồi. Dạ, chị Tường nói đúng. Con cái thì sao? Mấy đứa? Anh thích có từ 1 tới 2 con thôi. Con nào thì cũng là con, mình con nào mình cũng nuôi dạy hết. Nhưng mà trong sâu thẳm tâm hồn của anh á, tâm cảm của anh á, thì anh vẫn thích con trai hơn. Anh nói thật, anh nói thẳng thắn lắm. Con trai miền Tây thật thà chất phát, có sao nó vậy người ơi. Rủ giờ thí dụ nó đẻ hai đứa con gái không rồi, em tính thì sao? Hai đứa con gái thì ngừng, không đẻ nữa. Chắc không? Chắc. Cảm nhận gì bạn ấy thế nào? Nhìn thẳng vô mắt sao nhìn anh chi vậy? Ý nhìn chú gì con? Em cảm nhận gì anh sao? Anh rất là hiền, hài hước. Khoái không? Khoái không? Thích thật. Hồi nãy tôi nghe cô nói rõ ràng ràng cô không thích người trẻ đúng không? Không, em nói là không thích đẹp trai. Vậy là anh không đẹp trai, anh xấu à? Không, em nói anh xấu rồi. Vậy là anh... Anh đẹp thôi. Anh đẹp, em thích không? Ý là nói anh đẹp thôi, anh không có trai đó. Thôi nói tình cảm đi, bây giờ sao? Tình cảm nói câu gì ngọt ngào, yêu đương, lãng mạn thôi. Bóng dáng ai đẹp xinh, cho lòng anh đầy chìm đắm. Với áo dài tung tăng, em bước đi lòng anh xuyến sao. Này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen với chút chuyện cho. Nhà cô bé ở đâu, cho anh xin tiếng em chung đường. Ai có quen gì anh, sao tự nhiên đi cùng hướng. Biết chi nhà người ta, xin tránh ra nhường em lối đi. Mà nè nha, em thiệt là khó, em quen anh em sẽ bị đòn. Hẹn anh mai lớn lên đi, em sẽ cho anh trái tim này. Rồi. Bây giờ mình bấm nút hay không bấm nút quyết định đi. Trước khi bấm nút lên câu dòng khổ kia cho bấm ém ơi gì đó. Rồi dạ em lên luôn. Lên luôn 2, 3. Hỡi cô em gái nhỏ ngây thơ dưới tà áo trắng phất phơ bay trong gió. Vì sao em đứng ngẩn ngơ bên khung cửa sổ nhìn sát phượng rơi nhộm đỏ sân trường. 3, 2 và 1. Hết thời gian. Đó nó phải hấp dẫn vậy đó. Hay quá. Được rồi nha. Hai người thấy cũng dễ thương. Dễ thương lắm á, đừng ăn hiếp nha. Tôi thấy xác suất là bà đang hiếp này hơi nhiều rồi đó. Nắm tay nhau. Thấy sao em? Dạ, bàn tay bạn rất là ấm. Ấm rất là mềm mại. Thấy nó phiêu phiêu. Những chiếc vé xem phim, chúc hai bạn sẽ có những buổi xem phim thật tuyệt vời ha. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em cảm ơn dạ. Chương trình, em cảm ơn chị. Rồi, dắt bạn gái đi xem phim đi cưng. Dạ, cảm ơn anh. Em nghĩ cái cảm giác mà hôn một người có đang tỉnh nó khó khó. Cặp này bảo đảm là có duyên nè. Rất là vui. Cặp đôi này rất là dễ thương. Cái khởi đầu của Cát Tường và Quyền Linh ngày hôm nay đã rất là thành công. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai ngày hôm nay xem có mang lại những cái cảm xúc giống như vậy hay không. Hả Mang? Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Quế Phương, năm nay em 26 tuổi. Quê em ở Phan Thiết đó chị. Và bây giờ mời bạn nam của chúng ta. Chào bạn. Chào anh Linh. Mời bạn ngồi. Dạ, chào anh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia. Chào, em tên là Dương Phúc Trường, năm nay em 31 tuổi. Em là kỹ sư ô tô. Lắp ráp ô tô hả? Không, em tư vấn về kỹ thuật thôi. À, quê ở đâu? Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ nhỏ tới lớn luôn? Năm đời ạ. Năm đời rồi. Đời là đời thứ năm rồi. Còn em có thể giới thiệu rõ hơn một chút xíu về công việc của mình. Hiện tại là em đang dạy cho trường cao đẳng giao thông vận tải. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Cái môi trường của em á, cái thường á, mấy bạn nam á, thì đa số là có bạn gái. Còn lớn hơn nữa thì họ có gia đình hết rồi. Sao em biết tới chương trình này? Dạ, hồi có một chị ở chung với em, chị xem. Rồi chị có tham gia, chị gửi em tham gia. Vậy á hả? Rồi chị với người yêu rồi chị sao rồi?
Dạ, hồi đó chị với anh đó cũng có bấm nút mà giờ hình như cũng... Cũng bỏ nút rồi hả? Cái đó thì em không có hỏi. Mình không có hỏi à? Hy vọng dạ. Còn nút. Mình dạy trong trường là mình dạy môn gì? Dạ, em dạy hóa đại cương. Hóa? Dạ. Hóa khô khan lắm, nhìn thấy em luôn. Nhìn em vậy chứ. Mượt mà, nhưng mà vậy hóa. Em biết nhiều món của con trai biết lắm đó chị. Vậy, ví dụ món gì của con trai em, biết? Em biết đá banh nè. Hồi xưa em cũng đá banh trên trường em. Ồ. Còn nhược điểm của em thì hay quên, với lại mỗi lần mà em giận ai rồi là cái mặt em một đống ra. Giận lên mặt một đống. Lúc đó mình không kiểm soát được thì tự nhiên mình sụ mặt ra đó cũng là... Là mặt cũng một đống luôn. Dạ, nửa đống. Nửa đống hả? Mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, mỗi người lý tưởng của em thì giống như sư phụ em vậy. Sư phụ em ra làm sao? Dạ, thầy em thì siêng năng trong công việc, tính tình rất là hiền, có lòng thương người. Em có cái điểm nào không thích ở một người đàn ông không? Dạ, em không thích con trai hút thuốc. Nhìn nó cực kỳ sao, đang không, ngồi không? Đông người mà tự nhiên dạ, hút thuốc rất là sợ lắm. Trời đất ơi. Với lại ra đường thì phải sạch sẽ anh tí. Ủa mấy cần... người hút thuốc là dơ lắm hả? Nói chuyện với nhau vậy cầm đứa hút hút mà thà cái khó vô mặt đúng mình đúng rồi không? Có người ta không chịu được nên nhìn hơi kỳ, nếu mà có thì hạn chế bớt, nghiền quá thì có thể ra ngoài hút. Nói chung cái khoản đó chị Tường không phải lo, em không có hút thuốc. Ờ à, vậy đi rồi. Nãy giờ ông nói yêu sớm yêu cầu bằng nữ vậy còn yêu cầu của em sao? Chào 1m6 trở lên, tóc dài đen. Tóc dài trắng không được đúng không? Có răng đều cười đẹp, với lại đừng có răng khểnh. Răng khểnh là đẹp chứ gì? Dạ. Không mà... có răng khểnh hả? Dạ. Ủa làm sao cái vụ này mới là ngộ? Ok, thích răng đều tôi đồng ý chấp nhận. Răng trắng tôi chấp nhận. Dạ chào chị. Nhưng không thích răng khểnh là sao? Em nghĩ cái cảm giác mà hôn một người có răng khểnh nó khó khó sao? Cái gì vậy trời? Anh đi xa quá. Hôn vô nó cấn cấn cái răng á hả? Dạ chắc vậy đó, em chưa hôn người răng khểnh không biết. Chưa hôn không tưởng tượng chi mà nó khó, sao biết nó khó? Dạ thì cái nào mình đề phòng được cứ đề phòng chị. Có một cái răng làm gì mà khó? Khểnh, một hai cái đẹp. Cái đó bỏ, tôi không thích cái câu đó đâu. Nhưng mà cái đó cái gu của em rồi chị. Nhìn rồi. Chuẩn bị những gì để đám cưới rồi? Nếu mà đám cưới thì vợ sẽ về ở chung với gia đình em. Nói làm dâu thì cũng không phải làm dâu đâu, mẹ em cũng dễ chịu lắm. Rồi, để chị hỏi coi bạn gái có chịu làm dâu không nghe. Dạ. Hay răng trắng quá ha, hàng chi. Bởi vậy sao kỹ lưỡng có vụ răng cỏ. Răng trắng mặt ông đen rồi nữa ta. Thích làm dâu không? Dạ đẹp. Hết. Em thích gia đình như thế hệ. Là sao? Có nghĩa là có ông bà, cha mẹ với con cháu. Tại sao thích? Gia đình như vậy thì đông vui hơn. Ví dụ hai vợ chồng đi làm về mà có đứa con hả? Ba người nhìn nhau hoài không có gì để nói, nhưng có thêm người sẽ vui hơn. Mà ở chung em có sợ, ví dụ sáng đi làm mà trưng diện ra vậy là mẹ chồng cũng cho biểu đi vô thay đồ, ví dụ vậy. Cái đó là phải tự biết dung hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu chị. Nhiều khi công việc thì cũng phải giải thích cho mẹ hiểu. Coi như là chấp nhận ha, không dạ. Có điều gì ngại ngùng hết ha. Dạ. Được rồi, chịu làm dâu. Bỏ qua cái vụ răng khểnh người ta nha. Đây ta khểnh hai cái hai bên đó. Thiệt không chị? Thiệt, hôm nay em đi có ai ủng hộ mình? Dạ có, em họ em, bạn em với lại học trò em. Đâu? Dạ, nguyên một nhóm mình đâu? Năm người. Rồi, họ răng khểnh. Trời ơi, trúng ngay cô người răng khểnh luôn vậy đó hả? Em thấy răng khểnh duyên mà. À. Em họ là một răng khểnh mà bên đây chị là hai răng khểnh luôn đó nha bạn. Thế này được không? Về ngoại hình, sự nghiệp, tính cách thì cũng được. Học trò sao học trò? Theo cầu cô Phương thì giống thầy, mà thấy anh này cũng giống cỡ 80% thì giống thầy. Nhưng mà bây giờ ảnh chê cô của em là có cái răng khểnh anh không có chịu, khó hung vậy, ý em sao? Nếu ảnh thích thì anh mới chấp nhận thôi. Sự nhưng mà tất cả những cái khác mà đều được hết. Cái gì? Dạ thì những cái năm trong tiêu chí của em. Tiêu chí em cái gì được? Dạ tính cách hoạt bát, tinh tế, biết cách ứng xử một tí, đừng có bốc đồng. Thì nếu mà những cái đó mà bù trừ lại được cái răng khểnh thì em cũng cố gắng kiếm tiền để cho vợ em điều chỉnh cái răng lại. Nhổ răng nhất định là phải nhổ răng hả? Nhất định là phải nhổ cái răng khểnh hả? Hả? Dạ thì điều chỉnh. Tôi tưởng nó không điều chỉnh cách hôn chứ. Điều chỉnh không được thì mình mới chấp nhận. Còn nếu mà điều chỉnh được thì... Thôi tôi bó tay không? Bó tay là phải nhổ cái răng đó. Đúng rồi. Tóm lại là phải nhổ cái răng. Hôm nay bạn có đi với ai không? Dạ em có đi với em trai của em. Tức quá tôi chưa có chịu bỏ cái vụ cái răng này đâu. Anh Quyền Linh chào chị Cát Tường. Em nghĩ sao cái vụ cái răng của ảnh? Nói chung bạn gái bên đây thì không có răng khểnh. Thì nếu như mà em cho Lưu Diệt Phi lấy cái mốc 10 á thì cái bạn gái này cũng được 8 điểm. Vậy là ổn rồi đó, không có răng khểnh mà bực coi gì gần bằng Lưu Diệt Phi luôn là dữ luôn rồi. Rồi qua coi rồi đúng không nha? Dạ anh xác nhận giùm em. Trời đất ơi sao đẹp dữ vậy, răng khểnh cũng đều chứ nói sao không có răng khểnh.
Không lẽ anh chịu em ở chỗ nè, làm dâu em thích trong gia đình có nhiều thế hệ, cái đó là số 1. Bây giờ phụ nữ nhiều khi người ta hiếm ngại, ngại lắm. Ta muốn vô nhà ở riêng không có, nhưng mà em thích cái ba thế hệ đó anh, ok, rất ok. Đều có ba cái răng khểnh, nói đẹp đẹp lắm, đẹp đều đẹp, đẹp. Khểnh ba cái rồi. Sao tính sao rồi mở màn quay thôi nha. Anh thấy nhỏ được không anh? Nhổ không phải hỏi bác sĩ. Vô bắt buộc phải nhổ về, thương quá rồi. Đẹp, không phải nói đẹp lắm. Dạ vậy để em bấm nút và em rủ bạn ấy đi gặp bác sĩ. Trời ơi. Cuối cùng cũng bác sĩ á. Rồi thôi mở màn lên đi để cho anh cái cục cổ cổ đi. Coi nhổ khách nào nha. À, coi nhổ khách nào đây. Thiệt tình kéo luôn. Kéo màn. Ta nói là non xong dễ đổi mà bản chất khó dời là vậy mà. Nhất định là không có chịu răng khểnh đúng không? Rồi quay gặp không, đi. Không, người kiên định về tốt. Giữ nguyên lập trường. Chào bạn. Mừng quá. Được không? Rồi thở phào nhẹ nhõm. Đỡ tung tiền nhổ răng. Em thấy anh sao? Dạ thì nhìn anh cũng hiền với lại suy nghĩ chín chắn hơn em nhiều. Khi mà quen nhau á. Dạ. Em có ý tưởng là sẽ kiểm soát người yêu của mình không? Dạ không. Những cái hơi riêng tư tế nhị như là cái bóp hoặc là cái điện thoại em có thích xem hoặc là dạ thích không. Cho nè. Không cái bóp phải xem mà em. Xem gì hả? Em tiền nhiêu rồi thiếu bỏ vô. Nhà em trong. Dạ em còn hai đứa em gái em hay lấy chồng rồi, chỉ có em trai ở với ba mẹ thôi. Còn em ở đây thì em ở mình. Ở phòng riêng một mình, có ở chung với bạn đồng nghiệp hay là? Dạ không, cái phòng có một mình em hả? À. Dạ. Hỏi phòng gì vậy? Hỏi gì khác dạ. Đi. Vô cái hỏi phòng ở với ai à? Không có, tại vì em nghe bạn đó nói ở một mình chắc là cô đơn, mai mốt em có giúp được gì bạn đó đỡ cô đơn thì dạ tâm sự. Dạ tâm sự, nhiều khi là biết ở nhà một mình buồn. Vậy ở chung hả? Dạ không, gọi điện, nhắn tin, nói chuyện những không lúc. Có vô ở chung được nha. Dạ không. Chừng nào mà đám cưới hỏi tôi mới cho ở chung à. Chưa chắc gì bà chủ cho vô ở chung. Bà to thì không vô nữa, à. Nhớ nha. Anh có khó tính không ạ? Một số người nói là anh hơi khó tính. Em có sợ không? Dạ không. Thấy là gia trưởng và quyết đoán là bảo thủ lắm đó, hỏi kỹ nha. Cảm nhận bạn gái thế nào? Thôi để anh là con trai, anh chủ động ha. Dạ. Này bạn cùng chơi, một lần ta biết nhau, ngàn lần ta có duyên, ngại ngùng chi hỡi em. Yeah, yeah. Mình cùng nhau bấm chuông. Yeah, yeah. Rồi, cảm ơn bạn, bài hát rất là hay. Rồi đặt tay ra sau nút bấm đi bạn. Bấm kia dễ thương, bên đây cũng đẹp trai ha. Giống Ấn Độ ha. 3 2 1 hết thời gian. Chúc mừng đôi trai tài gái sắc nha. Đừng đi cưa răng người ta nha. Nắm tay nhau. Nắm đi. Cảm thấy sao? Dạ em đang sợ. Sợ gì? Em cũng run hả? Dạ. Nhìn ảnh coi, hai người nhìn thình thẳng nhau đi, nhìn hai nhìn thẳng mắt nhau coi. Mắc cỡ. Hả? Gì đâu mắc cỡ? Càng nhìn thẳng mắt cỡ nhìn gì nữa? Nhìn gì nữa? Đâu nhìn thẳng coi, kêu em nhìn thẳng với mắt anh coi. Chú này lên kỳ quá. Gì đâu kỳ. Đây, chúc các bạn hạnh phúc nha. Đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ cảm ơn. Nắm tay nhau, chưa gì đã buông tay rồi. Nào mời bạn ấy đi xem phim đi. Cảm ơn chị. Rồi ok. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Mối Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Sau khi ly hôn thì em dồn toàn tâm toàn ý để chăm sóc hai vợ chồng nhau. Dạ em thì có hai mối tình và có một con trai. Nếu mà anh em có thể chịu được việc là ra Hà Nội để làm việc và để chăm sóc cho chị Uyên thì em thấy là hoàn toàn có thể ok ạ. Rồi xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi bạn. Mời nhà gái giới thiệu về mình.
Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ông Vân, xin chào anh trai bên kia, xin chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Uyên, năm nay em 35 tuổi. Hiện tại em đang làm giảng viên đào tạo thẩm mỹ. Em là một chuyên gia tư vấn làm đẹp khuôn mặt theo xu hướng phong thủy và nhân tướng học. Em hiện tại đang có một cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội. Ủa, có nghĩa là em làm việc ở Hà Nội hay là ở đây? Khi đăng ký chương trình này thì các bạn học viên cho em đăng ký ở đây vì em mở một cái trung tâm đào tạo ở đây. Ở đây. Nhưng mà cái thời gian dịch vừa rồi thì cái cửa hàng ở ngoài kia cũng có cái sự xáo trộn, vào trong này cũng có một chút, thì em vừa mới chuyển dồn hết về Hà Nội. Có nghĩa là bây giờ là em đang ở ngoài Hà Nội đúng không? Bây giờ em đang ở Hà Nội. Rồi, xin mời nhà trai ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu. Em tên là Nguyễn Quốc Thọ, năm nay em hơn 40 tuổi. Em đang là nhân viên lái xe cho công ty. Lái xe tải hay xe? Dạ, con là lái xe con. Lái xe con. Dạ. Hiện giờ thì đang làm việc ở quận Nhất. Coi như là một người thành phố Hồ Chí Minh, một người tốt Hà Nội đó. Nhưng mà vì công việc thì bạn Hà Nội cũng có thể đi và ra đi vào thành phố Hồ Chí Minh, mà lái xe thì cũng có thể đi ra Hà Nội. Dạ. Không sao cả. Vấn đề là tình yêu đủ thăng hoa thì mình đi tới đâu cũng là vấn đề. Họ cho bên đàn gái biết về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Em thì em chạy xe thì hơi nhanh, nhưng mà em dạo này thì cũng bớt nhanh rồi. Nhanh thì có an toàn không? Dạ, cũng an toàn ạ. Nhanh thì cái cao tốc là phải nhanh rồi. Dạ. Nhưng mà an toàn. Thứ bảy, chủ nhật thì em cũng nướng lắm ạ. Khuyết điểm gì nữa không? Dạ, khi cũng hay nóng tính chút xíu ạ. Còn gì nữa? Hết rồi anh ạ. Ừ, như đó cũng là mệt rồi đó. Còn ưu điểm là biết nấu ăn, phụ giúp công việc nhà này kia. Rồi. Đó, vậy là ok rồi đó. Rồi bây giờ còn mình nè, mình nói cái điểm mạnh, điểm yếu của bên nhà mình nè. Em thì là một người cũng lành tính thôi, biết yêu thương, quý trọng người già, yêu trẻ em. Và em hòa đồng, em cũng là một người nhanh, nhạy bén trong công việc, em yêu công việc. Còn điểm yếu của em thì chắc là em có một chút cái tôi, mọi người có cảm giác là em hơi khó tính một chút. Rồi em có mấy mối tình rồi? Em là ly hôn. Sau khi ly hôn thì em dồn toàn tâm toàn ý để chăm sóc hai cháu nhỏ. Em có hai con gái. Lớn rồi. Là bao nhiêu rồi em? Cháu lớn là 14 tuổi và cháu nhỏ là 8 tuổi. Còn bạn trai, đường tình duyên thế nào? Dạ, em thì có hai mối tình. Mối tình đầu tiên là thời học sinh. Mối tình kế tiếp. Mối tình thứ hai thì cũng được hơn 2 năm. Sau đó thì có cái việc nó không được may mắn nên em chia tay rồi. Và có một con trai. Có nghĩa là em cũng đã có con rồi. Dạ, đã ly hôn rồi. Ồ, có nghĩa là như vậy là em cũng đã một em đã có một rồi, lần dạ, lỡ chuyến đò chứ đâu phải là một lần. Con của em là đang ở với ai? Dạ, con của em bây giờ đang ở bên bà ngoại. Bao nhiêu tuổi rồi? Bên mẹ phải không? Dạ, 14 tuổi ạ. Rồi hiện nay em ở với ai? Dạ, hiện giờ thì em đang ở quận 9, có một mình em thôi. Em ở nhà riêng hay là? Dạ, nhà riêng. Em ly dị vợ em bao nhiêu năm rồi? Dạ, cũng gần 10 năm rồi anh. Gần 10 năm, lâu rồi ha. Lâu rồi. Từ 10 năm qua thì đi làm thôi. Dạ thì cũng đi làm mà cũng có ý định làm quen, nhưng mà do cái duyên nó không có nên cũng chưa có tìm được người. Có rơi đụng đâu đó nữa không? Không có anh ạ. Hỏi cho kỹ bởi vì cái này nó hết sức là quan trọng ha. Dạ. Mình làm mai làm mối phải biết cho nó kỹ chứ không nó tội nghiệp người ta. Dạ. Nói chung là hai người đều lỡ chuyến đò. Lỡ một chuyến đò ha. Thì bây giờ là chị muốn hỏi em là một cái nửa còn lại của em, lần thứ nhì này thì em muốn cái người phụ nữ đó phải như thế nào? Dạ, em muốn một người phụ nữ sống chân thật, quan tâm đến gia đình này kia và biết nấu ăn. Em có quan trọng về ngoại hình không? Ngoại hình thì em nghĩ giống như kiểu Như Phúc hay là Thanh Trúc là được. Như Phúc, Thanh Trúc, coi Như Phúc, Như Trúc gì hay là gì đây? Đây, xin mời ông giao lưu với nhà gái chúng tôi. Chào gái. Nhìn về có ai nghĩ 35 tuổi không trời? Xinh rồi nha. Xinh mà trẻ trung. Anh nói ở đây Như Phúc cũng là em út anh thôi, nhưng bạn này cũng nét giống giống vậy đó, mà cũng mặt gương mặt cũng xinh đó. Em muốn một người mẫu người đàn ông lý tưởng thế nào? Em muốn một người đàn ông trước tiên là phải biết hiếu thảo với cha mẹ, rồi gia đình là quan trọng nhất, vợ con. Người đàn ông không nhậu nhẹt, không cờ bạc, không nói nhiều. Ngoại hình thì sao em? Em nghĩ rằng là một người mà đàn ông mà để em có cảm tình thì người đó có cái sự phúc hậu, sự nói chung là đàng hoàng tử tế là em thích rồi.
Rồi, cảm ơn em gái. Bây giờ em đi với ai? À, em đi với hai chị gái của em và một em trai đồng nghiệp ạ. Rồi, xin mời đại diện nhà gái. Em chào anh Quyền Linh ạ. Em chào Dương Vân ạ. Em chào nhà trai ạ. Em chào tất cả khán giả ạ. Em là Tuấn, là đồng nghiệp, cũng là em trai của chị Uyên ạ. Chị Uyên thì là một người khá là nhanh nhẹn. Chỉ có điều là bởi vì là người phụ nữ kiểu từng đổ vỡ đấy ạ. Nên là chị ấy khá là mạnh mẽ và khó tin tưởng đàn ông thôi. Và em thấy anh Thọ ở đây thì là một người khá là hiền lành. Nếu mà anh ấy có thể chịu được việc là ra Hà Nội để làm việc và để chăm sóc cho chị Uyên thì em thấy là hoàn toàn có thể ok ạ. Cảm ơn Kinh. Họ đi với ai? Dạ, em đi với cô ruột và chị làm chung công ty. Mời nhà trai nào. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào tất cả khán giả trong trường quay. Tôi là cô của Thọ. Tôi không khen cháu của tôi, nhưng mà tôi biết là cái bản chất tuy rằng nóng tính, nhưng mà khi con nghe nói Thọ nói nóng tính thì con đừng sợ là sẽ đánh đập hay là gì, không có. Thì cô thấy qua cái sự giới thiệu của con thì cô cũng thấy là một người phụ nữ rất tốt. Thì bây giờ thì có thể là một cái chuyện hôn nhân là cái chuyện lâu dài, tại vì hai con đã từng có những sự đổ vỡ rồi. Thì bây giờ đây cũng là một cái cơ hội để hai con gặp nhau. Nếu có tiến tới hôn nhân và sống chung với nhau thì cái điều là rất tốt. Thì mỗi người trong cuộc sống này ai cũng có những cái khuyết điểm riêng. Thì nếu mà thực sự yêu thương và tha thứ cho nhau thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp nhất. Và cô mong ước những điều đó cho hai đứa như vậy. Xin cảm ơn anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Cảm ơn cô. Rất tuyệt vời những cái lời chia sẻ từ hai bên gia đình. Bây giờ mình mở rào đi nha. Đó. Thấy cái cảm xúc đầu tiên nha. Bắt đầu đi Thọ. Anh chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh nhiều. À, anh tặng cho em đôi giày. Dạ em rất thích, nhưng mà anh mua size bao nhiêu đấy ạ? Cho anh không nói số đi, em cứ thử nói. Em ngồi xuống đi, thử mang thế nào. Giống nó vừa như dày là duyên số đó nha. Cô Tấm á, cũng cái mũi nhọn giống kiểu kiểu của em thích nè đó, thấy chưa? Dạ. Chắc là trời ơi vừa in luôn. Vừa không. Có nghĩa là vừa mà không có không xê xịt một miếng nào luôn á lên. Mang luôn đôi mới luôn. Cưng. Đây là mình ảnh đẹp đấy. Đây là một kỷ niệm đẹp đấy. Dạ anh ơi, em rất là thích đôi giày này. Nó không những khá vừa chân em mà cái màu rất nhã nhặn, hợp với cái tính cách của em á. Mang là... luôn đi, mang luôn cho đủ được cặp má. Đi em. Đó, bỏ đôi cũ vô hộp đi, đóng lại. Đôi cũ đem cất vào bên trong. Đúng rồi. Mình thay đổi cuộc đời đi. Đúng thay rồi, đổi mọi thứ cho lại. Nó đẹp. Em có bối rối, không cần phải bối rối gì cả. Chuyện mang giày để anh lo đi. Rồi. Có một chút quà tặng anh. Đây là cái cà vạt. Em đeo ngay bây giờ, ngay và liền luôn. Em có một chút quà tặng anh. Đây là cái cà vạt. Biết đâu đôi giày ấy và cà vạt ấy mình sẽ mang và đeo đúng cái ngày nào ấy. Anh em... có thích màu này không? Màu này đẹp. Dạ. Nếu sau này mà em và anh mà có duyên thì em sẽ cố gắng học thắt cà vạt và em sẽ thắt cho anh mỗi buổi sáng. Trời. Rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau đi. Em muốn hỏi là anh có cái suy nghĩ như thế nào về người phụ nữ đã từng đổ vỡ, hay nói đúng hơn là đã từng trải qua một lần hôn nhân như em? Anh thì anh thấy em người rất là dễ thương. Còn chuyện đổ vỡ thì đối với anh nó cũng không quan trọng, tại vì mình đến với nhau là mình chân thật, mình chăm sóc cho nhau. Nếu như sau này mà mình đến với nhau thì con riêng hay con chung gì thì mình cũng quan tâm, chăm sóc và nuôi dạy cho lớn lên người tốt cho giúp cho xã hội. Nhẽ ra là em sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng qua cái đợt dịch vừa rồi thì cái công việc của em nó thu hẹp lại, thì em dồn về cái cơ sở ở Hà Nội. Đó, thì hiện tại là em đang sống ở Hà Nội, thì em không biết rằng là cái khoảng cách địa lý như vậy thì có anh cảm thấy rằng là mình có muốn tiến tới một cái mối quan hệ mà bạn gái của mình ở quá xa như vậy không?
Thì nếu được thì anh sẽ mua vé máy bay đi ra. Và nếu như sau này mà em cảm thấy hợp thì mình sẽ chuyển về thành phố làm việc. Trong trường hợp mà em công việc của em ở Hà Nội mà em vẫn muốn giữ cái công việc ở Hà Nội và em muốn sống ở Hà Nội thì anh suy nghĩ như thế nào? Thì anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để ra ngoài đó. Nghĩa là sẽ đi lại lại giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi. Anh có nghĩ rằng như vậy thì cái cuộc sống gia đình nó có được như anh mong đợi không? Thì mình sẽ cố gắng sắp xếp. Một ý là... quay hỏi là anh có thể ở ngoài đó luôn được hay không đó. Dạ. Dạ, cái này thì để cho em thêm thời gian làm sắp xếp công việc. Nếu như nó hợp lý thì anh sẽ ra ngoài Hà Nội luôn. Đó. Mình có rung động gì với cô gái này chưa? Em có rung động. Có rung động. Ừ. Bây giờ em cứ bước tới nắm tay cô gái ấy. Đấy. Để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy. Em muốn nói gì với cô ấy ngay bây giờ? Từ tận đáy lòng của mình, từ tận con tim của mình. Anh có một bài hát muốn tặng cho em. À, dạ, em cảm ơn anh. Bằng lòng đi em, anh về quê đưa má lên liền. Mẹ cha lên hỏi rước dâu bằng xe bốn bánh. Áo cưới hình đôi bồ câu, hai đứa mình cùng mái tâm tình. Nè bằng lòng đi em, mình cưới nhau liền. Trời ơi. Đó, đàn ông Nam Bộ là người ta vậy đó em. Ta có làm sao, ta nói vậy chứ ta không có giấu giếm em ơi. Em có năng khiếu một chút về âm nhạc. Em có thể hát cải lương, có thể hát chèo, có thể hát quan họ, nhạc vàng các thứ. Anh thích nghe thể loại nhạc nào? Nhạc vàng anh nghe được, quan họ anh nghe được, cải lương anh cũng nghe được, không sao cả. Dạ anh muốn em thì em cứ hát thì anh sẽ nghe thôi. Hát hết luôn ba loại thể loại. Cải lương thì thường là em thích, trước ấy, em thích nghe Mạnh Quỳnh với cả Phi Nhung hát những cái bài tân cổ. Em hát một đoạn thôi nhưng mà thực ra là mình cái nội dung của bài hát anh đừng ứng vào trong cái trường hợp của chúng ta nhá. Thì nó hơi buồn. Em trả cho anh những chồng thư cũ, là trả cho nhau những lời hẹn hò đôi lứa. Tình nghĩa ngày xưa nay chỉ còn là kỷ niệm mong ước đầu tiên, xin trả lại cho người. Hay quá. Chẳng ai đau xót ngậm ngùi, lưu giữ làm chi những tờ thư cũ, vì em sợ rằng em không thể quên anh. Em sẽ là người vợ thiếu thủy chung, sống bên chồng mà nhớ thương người tình cũ, đã chia phối mỗi người một ngả. Hãy xem như ta đã phụ nhau rồi. Cảm ơn anh nhiều. Hay vậy. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta đủ để cảm nhận xem mình có bấm chiếc nút đó hay không. Cả hai để tay vào nút bấm. Hãy làm theo cảm xúc của mình. Các bạn đủ lớn để có thể cảm nhận tất cả điều đó. Nào. Nào, bây giờ bắt đầu nha. Sau 3 tiếng đếm ha. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Em có thể nói một chút lý do. Cho em nắm tay anh. Thực ra anh là một người đàn ông rất là tốt. Nếu như mà bất cứ một người phụ nữ nào mà lấy được một người chồng như anh. Tuy nhiên có một cái lý do để em không bấm nút, đó là khoảng cách của chúng ta quá xa. Lỗi là do em, bởi vì là trước là em làm việc ở trong này và em đã xác định là em sẽ vào trong này sinh sống. Thế nhưng mà cái điều kiện, cái lý do khách quan là do dịch Covid ạ. Thì em, cái công việc của em thay đổi, em phải chuyển ra ngoài. Thì cái lý do em không bấm nút không phải là em chê anh bất cứ một lý do gì cả. Anh rất là tốt. Em chỉ lo lắng rằng là với cái tầm tuổi như chúng ta rồi, còn con, còn cái, còn công việc mà nó không có một cái gì chắc chắn, một cái gì đó mà mang lại cái tương lai cho cả hai, thì nó sẽ làm lỡ cơ hội cho cả anh và em. Em chúc anh hạnh phúc. Thì em cũng cảm ơn em. Thì em cũng hy vọng rằng
sau chương trình này em sẽ tìm người phù hợp để yêu thương em và chăm sóc cho em và con em. Em cảm ơn anh nhiều. Chị thấy rất văn minh. Thấy là hai bạn nên giữ liên lạc với nhau. Tức ra là bây giờ cứ đồng hành với nhau như là bạn bè đó, chia sẻ với nhau là chị thấy rất là tốt luôn. Đúng ra nếu anh là Như Thọ, anh sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Anh sẽ ra Hà Nội, anh nói thẳng luôn. Tại vì em cũng không có dứt khoát lắm, làm cho cô ấy có một vài cái điều suy nghĩ về khoảng cách. Hãy giữ lấy tất cả những kỷ niệm mà mình có được trong ngày hôm nay để chúng ta có một hành trang đẹp trên con đường mình đi, và biết đâu hạnh phúc sẽ sớm đến một ngày nào đó với hai bạn nha. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc, ceramic siêu bền, màng lọc, RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Rồi, em xin cảm ơn. Mọi người lại đi con đường riêng của mình rồi. Từ trước tới giờ chưa có mối tình nào. À, dạ con có hai mối tình. Bây giờ con vẫn là bạn với hai người bạn đó. Thì hôm nay gặp anh thì chắc thấy được hợp với em. Mục tiêu của em là 28 tuổi mới lấy chồng. Em muốn thật sự ổn định. Đúng quá. Đó cũng là một gia vị trong cuộc sống. Ở dưới sẽ có hàng triệu người đang theo dõi chương trình, sẽ bấm nút cho họ. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Mời nhà trai. Rồi, ngồi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt ở đây rồi, chúng ta chỉ cách nhau cái hàng rào thôi ha. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, em là Trương Nguyễn Hoàng Minh, năm nay em 23 tuổi, sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Minh làm gì Minh? Dạ, làm kỹ thuật điện. Minh ơi, Minh hồi hộp, rung lắm, sao mà Minh nhắc ngang cái chữ ngộ vậy Minh? Dạ, cũng hơi hồi hộp. À, giờ nghe bạn gái giới thiệu nè. Dạ, con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân, chào nhà trai, chào tất cả mọi người ở đây ạ. Con tên là Trần Thị Như Quỳnh ạ. Năm nay con 24 tuổi, nghề nghiệp của con là nhân viên văn phòng ạ. Con làm đâu? Dạ, con làm ở công ty Micro Asset ạ. Ở quận Nhất à? Quận Nhất hả? Dạ. Con sống tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ, con sống ở Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh à. Dạ. Gò Vấp Bình Dương cũng không xa mấy. Quỳnh 24, Minh 23. Dạ. Tình hình nó cũng hơi căng chút xíu. Có gì đâu căng. Minh thấy sao Minh? Dạ cũng được. Cũng được ha. Dạ. Nhưng mình là nam mình phải kêu bằng em nha. Dạ. Kệ. Nhường nữ trước đi ha. Bây giờ Quỳnh con Lady nói first. Về... con nói về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi con. Điểm mạnh của con là một người hoạt bét, hoài đồng, vui vẻ, thân thiện. Con chịu học hỏi, con có tính siêng năng cần cù. Khi mà mọi người tiếp xúc và đi chơi với con á, thì mọi người cảm thấy rất là thoải mái. Con có điểm yếu gì không? Con hơi ngây ngô, dễ tin người. Dễ tin người, có dễ bị dụ không? Không, dụ thì không được, nhưng mà ý là con tin á. Với lại con hay tự biên kịch trong đầu con nhiều cái, làm cho con tệ hơn, ý là... Con bị suy diễn hả? Dạ đúng rồi, con hơi suy diễn nhiều vấn đề một chút. Nhưng mà cái suy diễn đó là nó mang tính tích cực hay tiêu cực? Dạ thường hơi tiêu cực một chút. Hơi tiêu cực, dạ. Đúng không? Làm cho mình buồn, dễ stress đúng không? Dạ. Sao cưng? Con nghe bạn tâm sự thấy sao? Dạ được. Ok. Mình nói đi cho bà mối biết là mình có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh là sạch sẽ, gọn gàng và hòa đồng với mọi người. Điểm yếu có điểm không? Yếu là hơi nhút nhát với ít nói thôi. Tại vô đông người thì ít nói. Ít nói. Dạ. Có tật xấu gì không? Tật xấu là hay quên. Mình nói cho bà mối biết mình có mấy mối tình rồi. Dạ từ trước tới giờ chưa có mối tình nào. Dạ từ trước tới giờ chưa có mối tình nào.
Bây giờ để cô hỏi bên đây nghe. Quỳnh có mấy mối tình rồi con? À, dạ con có 2 mối tình. Mối tình đó xảy ra cách đây 8 năm. Lúc con học cấp 3. Và tới giờ là con chưa có mối tình nào. Cái đó là vậy là 8 năm trước là cái mối tình đó thời học sinh thôi đúng không? Dạ, năm lớp 11 và lớp 12. Ừ, đó là thời học sinh. Dạ, đúng hoa có sâu đậm không? Dạ không à. Hồi đó còn trẻ, còn nhỏ, không có suy nghĩ nhiều. Thì giờ con vẫn là bạn với 2 người bạn đó. Như vậy có nghĩa là mình chưa xếp cái đó vô gọi là tình, dạ, gọi là tình mối tình đúng nghĩa rồi. Được, đúng không? Dạ. Đó. Như vậy là hai đứa là đồng thanh đồng thủ đó. Rồi. Đều là tinh khôi hết á. Mình nói cho bên đàn gái biết mình đang đi tìm một nửa yêu thương của mình về hình dung như thế nào? Mô hình lý tưởng là giống... ai cũng quên luôn rồi nữa. Chẳng bằng dân hồng quân đào. Ví dụ như là bạn gái bên đây sẽ không giống bất kỳ một cái hình mẫu lý tưởng nào của con á, thì lúc đó con sẽ như thế nào? Nguyễn yêu thương là được rồi. Nguyễn yêu thương đúng không? Dạ. Ok. Trời ơi, cái mặt dễ thương quá chứ bộ. Tôi dễ sợ luôn rồi nha. Dạ. Cảm ơn chú. Cái này mà gương mặt này mà nếu mà cần cảnh vô về mặt điện ảnh là có nét lắm á. Dễ rồi. Nhớ ấn tượng nữa. Đúng rồi. Ừ. Bây giờ thì mình cho đàn trai biết là mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào. Con đơn giản lắm, giống chú là được. Nhìn phúc hậu giống chú. Giống chú hả? Phúc hậu là có nghe. Có nha. Chú thì là cũng không có giống gì luôn á. Cũng giống giống chú á. Dễ thương á. Được à, đẹp trai hơn chú. Được không? Dạ, ngoại hình thì con không quan trọng. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân để coi góp ý cho con thêm thôi. Dạ con đi với mẹ và 3 người bạn thân của con. À, có mẹ nữa hả? Dạ. Rồi mời mẹ cho ý kiến nào. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Hồng Vân và quý khán giả trong trường quay và chào nhà trai. Cháu nó thì ngoan, hiền, hiếu thảo nhưng có một điều là hơi bừa bộn một chút đó. Nên là nếu mà có gì thì về hai đứa bảo nhau. Có gì thì con cũng phải nghe lời bên đó. Đó, mẹ chỉ nói vậy thôi. Còn nếu mà con mà với bạn ở bên đây mà hợp nhau thì bấm nút. Thôi, cảm ơn mẹ. Mình cảm nghĩ về chờ càng để tương lai mình thấy coi. Cháu Minh này thì thấy được đó, thấy hiền làm chất phác đó, cùng quê Bình Dương với tôi luôn. À vậy à, dạ, hay đúng quá. Rồi. Dạ, thủ châu một Bình Dương nè. Ủa vậy đó hả? À. Trời ơi khỏe re rồi, đẹp trai Quỳnh Linh luôn hết chưa? Không, không đẹp bằng Quỳnh Linh đâu. Chưa tút lên thôi, vô đây chú tút lại cho đẹp luôn. thấy là thấy bự con đó, là bự. Thấy được rồi đó. Rồi cảm ơn nhà gái. Minh đi với ai nè? Đi với dì, cậu với mợ. À dì, cậu mợ giống như cha mẹ luôn rồi ha. Rồi mời đại diện nhà trai. Rồi, xin chào MC Quyền Linh với MC Hồng Trân. Chào đàn gái. Hôm nay đến đây là thấy hai cháu là vậy là vui lắm rồi. Hai bên đây là cùng kết rồi đó. Kết luôn rồi đó. Hai bạn rất là xứng. Bấm nút đi cho nhà một câu hỏi mình tìm hiểu mình sẽ đến với nhau luôn. Chúc mừng, chúc mừng. Rồi chúc mừng. Hai đứa nó hợp nhau nhìn nó tròn tròn múp múp giống nhau ha. Rồi bây giờ thì chúng ta mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Hai trẻ trao đổi rồi coi có nút bấm hay không mình chưa biết nha. Mở rào. Bắt đầu cho mình nha. Cố lên nào. Hít hơi thật sâu vô. Mạnh mẽ lên. Nói lớn lên nhà mình nha. Dạ. Quà tặng. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng cho anh. Một cái áo khung. Ừ, hôm qua em cũng không mừng tượng được anh như thế nào nữa. Yeah. Cái hôm nay em có mua size này gì? Size gì? Con size gì? Size L. L. Em mua size L. Size của Linh rồi. L đi. Nó cùng size với tôi đó. Tại con thích những bạn nam mặc áo polo nhìn chững chạc. À nhìn chững chạc. Ủa sao đi con thích sao? Dạ cũng có nhưng mà con cảm thấy cái đó hơi nặng á. Con muốn sự thoải mái với hai người thì con tặng polo. Ví dụ mà bạn này không vừa thì hai người cùng nhau đi đổi. Ok, đó cùng nhau đi đổi. Cái lạnh gấu bông này để cho mỗi đi mình ôm nhớ đứa con. À mỗi đêm nhớ. Rồi ôm con đó nha. Rồi hai đứa tâm sự đi. Anh nhìn em cũng đẹp, hiền, dễ thương. Chứ lúc đầu anh mừng tượng em sẽ như thế nào? Cũng giống vậy. Dạ. Dạ là sao? Dễ thương nói chuyện với bạn gái dạ. Mà em cũng hơi suy nghĩ xíu. Tại vì không biết hôm nay bạn em sẽ như thế nào. Thì hôm nay em gặp anh thì chắc thấy được hợp với em. Anh đang làm việc tại Bình Dương luôn hả? Dạ. Đừng già nữa, đừng già.
Nhà của em thì ở Gò Vấp, qua Bình Dương thì 13 cây, bằng em ra quận Nhất. Thì cũng gần. Mình hỏi coi hiện nay Quỳnh đang ở với ai, Quỳnh có cần gì không? Em đang ở với ai? À, ở với mẹ, với cậu và với dì. Giờ làm dâu được không? Hỏi tới tới coi sao. Dạ, mốt em gì có thể làm dâu bên đây được không? À, được. Hỏi là thí dụ như tụi mình đồng ý khoảng bao lâu em cho anh bước tới? Nếu mà mình tìm hiểu khoảng được bao mấy năm thì mình mới tiến được tới hôn nhân. Mục tiêu của em là 28 tuổi mới lấy chồng. Em muốn thật sự ổn định. Lâu quá. Lâu quá em ơi. Anh thì cỡ 25-26 là được. Cái đó là lúc em suy nghĩ khi em chưa gặp anh thôi. Tới nắm tay bạn gái cảm nhận thế nào đó? Hai người nắm tay với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, hát tặng bạn gái. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với anh một câu sẽ ghi nhận, sẽ cùng nhau đi tới con đường đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em ơi xin em hãy bước đi. Cùng quá đau của anh hết. Trời thấy thương không? Quỳnh hát tặng lời cho Minh bài gì đi. Không, vẫn nắm tay, vẫn nắm tay. Đừng có buông tay, đã nó hát nắm tay nhau thật chặt nắm rồi. Nắm tay thôi. Em đi lạc trong sóng gió cuộc đời, nào biết đâu sớm mai liệu bình yên có tới. Âu lo chạy theo những ánh sao đêm, ngày cứ trôi chớp mắt thành phố đã sáng đèn. Ta đi thật mau chạy thật mau, yêu thương chẳng nói kịp thành câu, biết đâu liệu mai này có nhau. Thức giấc để em còn được thấy ánh mắt của anh nhẹ nhàng, nắm đôi tay của em không xa rời. Tạm gác hết những âu lo, lại cùng anh bước trên con đường. Ta sẽ không quay đầu để rồi phải tiếc nuối những chuyện cũ đã qua. Giữ trái tim luôn yên bình và quên hết những ưu phiền vân vương. Cuộc đời này được bao lần nói yêu, anh biết nơi để quay về, em biết nơi phải đi. Ta sẽ bước chân thôi. Nói câu gì rất được, rất gan nó nói cho Minh. Em có đồng ý thì hãy cho nhau một cơ hội. Được chưa Minh? Dạ được rồi chú. Rồi trở về ghế đi nào. Cảm giác yêu chưa? Rồi chú. Rồi đúng không? Tay nút nè con luôn, để tay nút bấm nè. Bây đúng giờ là do bạn gái thôi. À mình thích thì mình bấm nha Minh. Mình là đàn ông mình chủ động. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. 2 3 Hết thời gian. Con không bấm hả? Lý do sao Quỳnh không bấm? Con cũng không biết nói sao, nhưng mà con nghĩ là con tôn trọng cảm xúc của con á. Thật sự nếu con rung động con sẽ bấm, tại con chưa rung động như bạn. Ở đây thì mọi người cũng ngỡ ngàng hết trơn, cũng có một chút tiếc nuối. Thôi hãy giữ lấy những kỷ niệm mà mình đã có. Rồi hôm nào đó mặc vừa cái áo, kiếm Quỳnh nói anh mặc vừa áo rồi, em có bấm nút hay không? Biết đâu lúc đó Quỳnh thay đổi bấm. Nha. Thôi tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Thôi bây giờ mình tạm chia tay mỗi đứa một hướng đi. Rồi cuộc đời là như thế, đôi khi
cùng gặp đó rồi cùng chia tay đó. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình được phát sóng 15 giờ Chủ nhật và 22 giờ 45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 là truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, Tinh Thần Thép đã tài trợ chính chương trình này. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Em mới vừa ly hôn tại do là chồng đánh rồi. Em thấy là mình nên thương người ta hơn, tại vì người ta đã bị tổn thương một lần rồi. Được, tha là bôi hết, ta làm lại từ đầu. Tình trường của con thì ngắn gọn lắm, vậy con chưa trải qua mối tình nào. Con cũng ngắn gọn hơn rồi, cũng chưa từ bên ngoài. Người ta là nữ chính đi tìm nam chính, còn con là nữ hề đi tìm nam hề đó. Bởi vì cô thích con là vậy đó. Lúc mà con nghe bạn nữ nói là em không thích trang điểm hay là không biết bên ngoài, là cái đó là lúc đó là con đổ luôn rồi. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15 giờ 20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.